Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn à, Sài Gòn chiều hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2022 à, và trước mặt anh chị và các bạn đó là dòng kênh tàu hũ năm xưa và ngày nay cũng được tái tạo, làm lại cũng rất là sạch sẽ rồi ha. Tuy là vẫn còn cái màu đen nhưng mà đỏ hơn ngày xưa rất là nhiều. Và bên cánh phải đó là khu vực bến Bình Đông, một cái nơi mà khi mà nghe nói đến là chúng ta nghĩ ngay đến những hình ảnh của chợ hoa vào những dịp Tết đến xuân về. Và bên cánh trái là khu vực bến Lê Quang Liêm ngày xưa, và ngày nay cũng rất là thay đổi bởi những nhà kho ngày xưa thì bây giờ là những cái chành xe rồi. Và chiều hôm nay thì em sẽ dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng đi cập nhật tình hình ở chợ hoa bến Bình Đông ngày hôm nay nó như thế nào. Và em đang đứng trên một cây cầu đi bộ, cầu đi bộ nối liền giữa quận 6 và quận 8. Và theo hướng này đó chính là hình ảnh cây cầu bến Phú Định, cầu Lò Gốm rồi đó ha. Phía trước chúng ta đó là bến Phú Định, buổi chiều hoàng hôn nhìn mặt trời rất là đẹp nè. Rồi chúng ta sẽ xuất phát từ đây, mình sẽ đi một vòng con đường bến Bình Đông để xem ngày hôm nay cái không khí Tết ở đây như thế nào ha. Cây cầu và cây cầu đi bộ này có hai hàng hoa giấy hai bên rất là đẹp này, rất là thơ mộng, rất là lãng mạn. Buổi chiều đi tập thể dục đây rất là mát. Ta đang đi ra hướng bến Bình Đông. Những cái dãy phố ngày xưa ngày nay vẫn còn, không biết từ bao giờ con đường Bình Đông trở nên nhộn nhịp rộn ràng mỗi khi Tết đến xuân về, cũng không ai biết từ khi nào. Lúc em biết thì nó cũng đã hình thành một cái giống như một cái phiên chợ vào mỗi năm rồi. Không biết ngày xưa thì ở đây có như vậy hay không, nhưng mà trước đó thì đây là khu những kho lúa gạo, nhà máy. Và ở đây chúng ta thấy có vài chiếc ghe chở hoa quả, những nông sản ở miền Tây đưa lên. Chiều hôm nay nước lên cao quá, chiều có ngập. Nó cứ còn khoảng 1 mét nữa thôi là nước sẽ lên, nó sẽ ngập ở đây. Với những cái bờ kè này, nhờ bờ kè này mà nước đỡ, chứ thôi là nó ngập dữ lắm mỗi khi nước lên. Các bạn thấy rồi, chúng ta sẽ vòng ra hướng hướng cầu Trà Ba để mình cập nhật tình hình chợ hoa ở đây như thế nào. Chúng ta sẽ vòng trở lại. Ở đây gần với cầu ngang số 2, trước mặt anh chị và các bạn đó là cái cầu ngang số 2, và bên phải có một cái công viên. Ở đây thì có những cái gian hàng bán chuối, những ghe chuối cặp bên gần với cầu ngang nè. Quá trời chuối bây giờ rất là rẻ. Hồi sáng nghe ở ngoài đường bán chỉ có nhiêu 5.000 một nải thôi, mà cho thấy ở nhà vườn là coi như chỉ có khoảng chừng 2-3.000, 2.000. Thường thì lên đây đổi giá gấp đôi do chi phí vận chuyển rồi ha. Bên phải chúng ta đó là công viên. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cây cầu, lên cầu ngang số 2 này ha. Với chị Lan, với chị Thơ có nhìn ra cái hình ảnh này không? Và ngày nay ở một nơi xa xôi, không có về được, thì chúng ta nhìn thấy những hình ảnh này cũng cảm thấy nó đỡ nhớ hơn ha.
quê hương bây giờ thay đổi đó. Từ góc phố, từ những con đường cho đến những người thân. Có người thì sau cơn đại dịch thì cũng có sự đau buồn, sự mất mát. Và bên đây là con đường Nguyễn Nhược Thi. Cái dự án bờ kè ven con đường Nguyễn Nhược Thi này thì vẫn chưa có xong. Và cái chợ hoa hàng năm từ cầu ngang số 2 này kéo dài cho đến cầu Già Bà, nguyên một cái đoạn đường rất là dài, đầy kính những gian hàng hoa kiển. Hôm nay ở ngày âm lịch ở dưới là ngày 16 rồi. Ngày 16 là còn khoảng thường chợ hoa thì diễn ra từ 27 Tết. 23 Tết chứ. 23 Tết. Đó, vậy là còn khoảng 1 tuần nữa thôi. Một tuần nữa là sẽ nhộn nhịp. Nhưng mà chúng ta đi hôm nay để xem cái tình hình như thế nào. Vì cũng đang thấy nôn nóng nôn nao những ngày Tết đến xuân về. Đây khu vực chợ Bình Đông. Đây ngay khu vực đường cây sung. Vào những ngày Tết thì ở đây sẽ là những gian hàng bán dưa hấu nè. Bán dưa hấu. Nhưng mà hôm nay thì chưa. Không biết những ngày Tết này ở các đất nước hải ngoại thì ở những nơi cộng đồng của người Việt sinh sống thì có những cái sự kiện như thế này hay không ha. Không biết người Việt, cộng đồng người Việt có tổ chức những cái hội hoa xuân giống như ở Việt Nam hay không. Chứ ở đây thì bắt đầu từ ngày rằm thôi. Ngày rằm trong tháng chạp thôi đã bắt đầu cảm thấy nôn nao, rục rịch rồi. Từ đầu tháng cho tới cuối tháng là niềm vui rất là lớn. Nhưng mà khi mà qua tháng giêng thì cái niềm vui nó cái sự nôn nao đó nó vơi dần. Ở đây bên đây có một khu căn hộ sắp hình thành, kiệt tác tháp đôi thịnh vượng trung tâm quận 8. Bây giờ đang làm cái nền móng rất là kiên cố. Những gian hàng dưa hấu thì vẫn chưa có lên ha. Vẫn còn trống trải đó. Và bây giờ là 5 giờ chiều hơn. Chúng ta đang có mặt ở con đường Bình Đông đó. Có những mái che rồi nè, bắt đầu cho sự chuẩn bị một cái mùa Tết sắp tới. Có vài đống dưa, đống dừa chuẩn bị bán rồi đó. Thấy cũng nôn nao rồi đó ha. Do là tình hình dịch bệnh nên không biết cái sự nhộn nhịp của năm nay như thế nào. Nhưng mà cũng hy vọng là chúng ta mọi người hãy ủng hộ mỗi người một chậu hoa hay là một cái gì đó của quê nhà, của chợ hoa ở bến Bình Đông này, để người nông dân có cái động lực, có cơ hội để tiếp tục năm sau họ bán tiếp. Chứ bây giờ năm nào cũng có một cái câu chuyện của năm đó, năm nào cũng ế, năm nào cũng thua lỗ thì rất là buồn ha. Năm nay thì tình hình dịch bệnh nên các nhà vườn ở các tỉnh miền Tây thì theo số liệu thống kê trên báo chí thì họ sản xuất nuôi trồng chỉ bằng 50% so với năm vừa trước thôi. Nhưng mà cái
cái lợi nhuận mang về thì không biết như thế nào, cái sức mua của năm nay thì không biết như thế nào. Thì tâm lý do là gần mấy tháng đại dịch không có doanh thu, có người thất nghiệp, rồi cộng thêm rất nhiều nhân công, rất nhiều lao động, rất nhiều người ở Sài Gòn đã đi về quê. Thành ra năm nay cũng là một năm sẽ khó khăn, nhưng mà hy vọng là họ mang lên bao nhiêu thì bán hết bấy nhiêu, để năm sau còn có động lực, còn có sự vui vẻ, còn có sự gặp lại ha. Ở đây có những mấy con số được phân chia đó. Ở trên cái bờ kè nè, họ thể hiện cái sạp người ta đăng ký sẽ bán trong thời gian sắp tới. Ở con đường Bình Đông ngày nay thì cũng được làm lại, cũng rất là thông thoáng rồi, cũng láng nè. Mấy năm về trước cái trời ơi, đi đây ổ gà ổ voi, bụi bặm rất là nhiều. Năm nay là đỡ rồi. Năm nay hy vọng là tình hình nó sẽ sáng sủa hơn. Bây giờ đi đâu cũng nghe thanh long hết trơn. 2kg 15.000 mà 3kg 20 luôn. Ở đây có một cái gian hàng hoa đã lên rồi nè, hoa hồng, nguyên cái dãy hoa hồng. Ba cái áo 100.000. Ba cái áo là đủ đi chơi Tết rồi. Đây là giao lộ Ngô Sĩ Liên với lại đường Bình Đông. Ngô Sĩ Liên bên cánh trái, bên cánh phải đi ra đường Lưu Hữu Phước luôn đó. Ven dòng kênh đôi. Chúng ta lên cây cầu ngang xuống một. Bắt đầu có sự trang trí nhẹ nhẹ đó, tình hình chợ hoa bắt đầu rục rịch rồi. Tết thì vui, chỉ vui mấy ngày này thôi, mấy ngày này đi lòng vòng mình đi thưởng lãm trước. Đây có chùa Bình Hòa, ở đây có một dãy nhà rất là đẹp, rất là khang trang luôn. Buổi chiều ở đây rôm rã những cái tiếng rao. Có gian hàng bông giấy nè. Bông giấy là một loại hoa mà phải nói là rất là sáng rực ở trong khuôn viên nhà nếu mà chúng ta trồng nhiều. Bây giờ hoa giấy đủ loại đủ sắc màu hết trơn à, mà không có như ngày xưa nó. Bây giờ nó không có rụng, khi mà nó tàn thì nó cũng dính trên cái thân cây. Ở đây bán bắt đầu từ 23 nhưng mà hình như là tới 27 âm lịch, 27 tháng chạp thì mới khai mạc chương trình. Không biết 27, 25 á, không biết năm nay chưa thấy thông báo, không biết là ngày nào. Ở bên đây là đường Võ Văn Kiệt khai mạc rồi. Năm rồi á là có sự tham gia của các đội chống dịch, rồi chặn đường. Nói chung là hồi năm rồi là người ta bị chặn bán không có được. Đây có một dãy phố rất là đẹp, nếu mà
có cái sự trang trí nhẹ nhẹ hay là trùng tu nhẹ nhẹ đó ha, đó là ở đây là không có thua kém gì ở phố cổ Hội An đó. Và bên đây có một gian hàng cây lưỡi hổ rồi nè, cây lưỡi hổ, cây đuôi hổ. Lại mai mai vàng chuẩn bị khoe sắc rồi à, mấy cái chậu nhỏ à, không biết năm nay bao nhiêu một chậu, nhưng mà do là em chưa có mua nên thành ra không có tiện hỏi giá à, mình hỏi giá mình không mua rồi cũng kỳ lắm. Thói quen là như vậy. Ở đây đang thi công cái gì đây? Giống như là thi công cái dàn sân khấu hay sao á. Làm cái dàn sân khấu hay là cái chỗ để lên xuống hoa kiển. Đây là giao lộ đường Nguyễn Văn Của. Đường Nguyễn Văn Của là một con đường mà mỗi năm thường có diễn ra cái sự kiện khai mạc chợ hoa ở đây, nằm trên con đường này. Tại vì con đường này nó rộng mà nó ngắn nữa, ít người qua lại. Ở đây có gian hàng chuẩn bị lên rồi nè, che này chắc là hoa lan ha. Hoa lan đi để anh chị thấy tình hình Tết ở quê nhà nó như thế nào ha, cập nhật. Còn các anh chị ở các tỉnh khác này mình cũng thấy được ở Sài Gòn nôn nao thế nào, đặc biệt năm nay thì người dân về quê sẽ ít và cái lượng bán vé tàu, vé máy bay cũng vắng luôn. Tại vì năm nay nếu mà ai đi về quê thì họ sẽ tự chủ động bằng xe máy để hạn chế cái sự lây lan của dịch bệnh. Nhưng mà nếu mà đường xa mấy trăm km, hàng ngàn km mà đi xe máy thì nó cũng nguy hiểm. Ở đây vài bữa nữa sẽ có gian hàng tắc, rất là nhiều cây tắc, rồi hoa vạn thọ. Em cũng cập nhật tình hình chợ hoa ở Sài Gòn cũng mấy năm, 3-4 năm rồi. 4 năm cập nhật để gửi anh chị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của rất nhiều cô chú anh chị đã luôn quan tâm theo dõi với Lâm TV. Cảm ơn những cái comment của anh chị, những cái comment tích cực để giúp cho bên Lâm TV thực hiện những cái clip sắp tới. Và trước mặt chúng ta đó là khu bến Bình Đông rồi. Ủa, cầu Chà Bà rồi. Rồi thôi chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ quẹo con đường Đinh Hòa này để đi ra Tùng Thiện Vương, rồi lên cầu Chà Bà rồi đi về. Rồi một lần nữa xin chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.